cảm thấy cả hai đẹp trai. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Các Bạn Sinh Đài của kênh truyền hình Bữa TV. Và nhạc phẩm đầu tiên do nhóm F Vừa sẽ gửi đến quý vị và các bạn được mang tên là Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Và xin mời nhóm F Vừa. Vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì nhóm F Vừa rất là được làm quen và giao lưu với quý vị khán giả của kênh truyền hình Bữa TV. Và sau đây là phần giới thiệu về thành viên của các thành viên của nhóm. Xin chào các bạn đang xem video của nhóm F Vừa. Và như các bạn đã thấy, thành viên mặc áo màu xanh nó chú là tôi. Tôi là Tiến và sau đây là khoảnh khắc của tôi. Rồi. À bạn, xin chào quý vị các bạn đang xem đài hả? À, tôi là chủ nhóm F Vừa, tôi là tên là Đạt, được chào đến bạn. Thì vậy, tôi rất là được làm quen tất cả mọi người đang khoảnh khắc bữa của tôi. Văn. MC sẽ xin đôi lời vì anh này anh không có nói được. Anh này là anh tên là anh Gươn. Và anh Gươn có một design đó là Gươn kiểu giặt. À, và anh kiểu giặt. Và ba người bên cạnh đây, anh xin mời anh. Vâng, tôi là viên cuối cùng của đội F, của nhóm F Vừa. Tên là Lư Lư. Và đây là khoảnh khắc vừa của tôi. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một nhạc phẩm rất quen thuộc của Ngô Phước Thịnh và Hồ Hàm, bài hát mang tên Nỗi Nhớ Đầy Vơi. Lấy cái loa anh, lấy cái loa lớn lên. Anh úp cái Facebook ra. Nhìn vô anh. Tại vì lúc lên hình không có nghe. Vâng, xin cảm ơn quý vị.